Em xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em Trung Đồ Lính nhá. Mọi người đăng ký kênh và ấn chuông theo dõi để tiện theo dõi những video mới nhất và những sản phẩm mới nhất của em lên cho mọi người xem. Ai có sản phẩm nào thì gọi điện thoại trực tiếp bên số của em 0378 050 027 nhé, để mà tư vấn được chính xác hơn cho mọi người. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người mấy chiếc mũ kết, gọi là ở miền Bắc mình gọi là mũ lưỡi chai, còn ở trong miền Nam gọi là lón kết nhé, lón kết của lính Mỹ. Tất cả đều là hàng chuẩn cấp phát của quân đội Mỹ nhé. Em lên hôm nay em có gần chục chiếc của mấy loại ấy, thì em sẽ lên bác nào ưng chiếc nào thì gọi điện thoại đến cho em. Em sẽ báo giá cụ thể từng chiếc một và độ mới và những cái lỗi của nó thì em sẽ báo cụ thể, nên là mọi người yên tâm báo chính xác và báo giá cụ thể luôn nhá, từng chiếc một, nên là mọi người theo dõi và vòng đầu của từng chiếc một mọi người theo dõi vừa chiếc nào và ưng bụng chiếc nào thì gọi điện thoại trực tiếp về số của em 0378 050 027 nếu phải tư vấn được cho mọi người nhá. Rồi, đầu tiên em sẽ lên cho mọi người một chiếc mũ ACU nhá, độ mới thì 98-99% luôn, không lỗi lầm gì, lưỡi chai là ok nhá, lưỡi chai ok, không lỗi lầm gì, độ mới 98-99%, size 73/8 là tương đương với cả vòng đầu 58 nhá, cái này vòng đầu 58 độ là ok, vòng đầu 58 độ ok nhá. Giá em bán cái này mới một gần như là mới đét luôn, giá em bán là 250.000 nhá, 250.000 cho chiếc mũ này. Vòng đầu của nó 58 độ ok, vòng đầu 58 mới đét luôn, gần như là mới 100%, vẫn còn cái bắn tem mác này mới 99% luôn đấy, gần như chưa sử dụng. 250.000 cho chiếc mũ ACU rồi nhá, vòng đầu 58 nhá, mọi người nhớ cho em giúp em là vòng đầu 58. Tiếp theo lên cho mọi người một chiếc mũ Multicam. Rồi bác biết rồi, một chiếc mũ Multicam nhá. Cái chiếc mũ Multicam này mới 100%, chưa qua sử dụng, nhưng mà nó có một lỗi là do ép kiện, cái lưỡi chai này nó hơi bị lõm một chút, nhưng mà không phải bị gãy, nó ép kiện ấy, nó có vết lõm ở đây, nhưng mà đội thì bình thường thì không nhìn thấy lỗi gì đâu, đội bình thường vẫn bình thường, không có lỗi gì, nhưng mà sờ vào thì thấy nó bị lõm một chút ở đây, do ép kiện, chứ còn cái mũ này là mới 100%, chưa qua sử dụng, và nó là chuẩn cấp phát cho quân đội Mỹ nhá. Size cái này của nó là vòng đầu 56 đội vừa, size 7 vòng đầu 56 nhá, vòng đầu 56 đội ok, mới 100%, chưa qua sử dụng. Em nó có một chút lỗi ở đây, nó bị lõm một chút ở đây nhá, nó do ép kiện đấy chứ không phải là bị gãy đâu, sờ không bị gãy nhưng mà nó bị ép kiện một chút, thì em bán rẻ cho mọi người 300.000 chiếc mũ này nhá, 300.000 cho chiếc mũ này đó, vòng đầu 56 đội vừa nhá, Multicam vòng nó 56 độ mới 100%, nhưng mà nó bị nó một chút đây, em báo lỗi cho mọi người xem kỹ giúp em 300.000, chứ còn nếu mà không lỗi là phải 500.000 đấy đó. Tiếp tục đến chiếc thứ ba mũ dằn nhé, size số 7 độ mới 97%, size số 7 độ mới 97%, không lỗi lầm, rất là đẹp, vòng đầu 56-57 độ cũng được nhé, 56-57 độ cũng được nhé. Giá bán chiếc mũ này là 430.000, 430.000 chiếc mũ dằn này, cực đẹp luôn, độ mới 97%, gần như mới luôn, không lỗi lầm gì, không lỗi lầm gì nhá, 430.000, lưỡi chai rất đẹp, size số 7 vòng đầu 56-57 độ ok, 430.000. Chiếc mũ sa mạc 3 màu, size này là size 59, vòng đầu 59, vòng đầu 59 đội vừa, cái sa mạc 3 màu này chuẩn cấp phát quân đội Mỹ, size 7/2, vòng đầu 59 còn một tem, rất đẹp, vòng đầu 59 nhé, còn một tem cấp bậc của nó đấy, độ mới 98-99% luôn, không lỗi lầm gì nhá, độ mới 98-99%, không lỗi lầm gì. Giá em bán là 500.000 chiếc mũ này nhá, 500.000 cho chiếc mũ này nhá, sa mạc 3 màu, cái này cũng khá là hiếm, sa mạc 3 màu là hiếm hơn dằn nhá, mà nó độ mới thì gần như mới luôn, 98-99%, vòng đầu 59 nhá, đó, 500.000. Tiếp theo là một chiếc mũ dằn, cái này thì xuống màu đều nhá, chiếc mũ này xuống màu đều,
size 7 1/4, 7 1/4 vòng đầu 58 nhá, vòng đầu 58 đội vừa, 57 58 đội vừa nhá. Cái này xuống màu đều rồi, độ mới còn tầm 85 90%, không đủ rách gì, lưỡi chai còn đẹp, không bị gãy, nó chỉ gọi là xuống màu đều thôi. Cái này thì em để cho mọi người giá là 300.000, 300.000 nhá, rất là đẹp, nó xuống màu rất là đều nhá, màu rất là đẹp, 300.000, ok chưa? Mũ cọp trắng size 6 7/8, một cái này vòng đầu nhỏ quá, cái này chỉ vòng đầu size 6 7/8, vòng đầu 54 55 nhé, vòng đầu 54 55 thôi, size nhỏ, vòng đầu 54 55, độ mới thì tầm 95%, không có lỗi lầm gì, không đủng rách gì nhá. Giá em bán trước mũ này là 220.000, size nhỏ quá, bán rẻ cho mọi người. Bắt đầu đầu nhỏ nhỏ đội cái này ok, cứ vòng đầu 54 55 đội là vừa nhá, em 58 không nhét được. 220.000 chiếc mũ cọp này, chiếc mũ dần, chiếc mũ dần 8 cạnh, dần 8 cạnh nhá, size này là size vòng đầu 57 58, 57 58 độ ok nhá, 57 58 độ ok, 8 cạnh, còn in logo thủy quân lục chiến này đó. Cái này em bán 450.000 nhá, độ mới 99%, cái này mới đét luôn đó, 99%, giá 450.000, mũ 8 cạnh, ok chưa? Làm vòng đầu 57 58 nhá, 450.000, gọi là mũ 8 cạnh dằn nhá. Size 7 1/4, 7 1/4 size mạc 3 màu, vòng đầu 57 58, 57 58 độ ok, rất là đẹp, mới 100%, 99% thôi, mới 100% luôn đấy. Cái này 100% là cũng được, bởi vì nó rất là mới nhá, tem còn phẳng đét, 7 1/4 luôn, size 7 1/4, vòng đầu 57 58, đẹp chưa? Cái này đội form rất là đẹp. Giá em bán chiếc mũ là 500.000 nhá, 500.000 cho chiếc sa mạc 3 màu này, vòng đầu 57 58 nhá, 7 1/4 nhá, mọi người nhớ chốt thì chốt số 7 1/4 nhá, chứ còn cái trước là có pin là 7 1/2, có ngày là 7 1/4, đều 500.000 một chiếc ấy, không sợ nhầm. Chiếc mũ cuối cùng của ngày hôm nay nó là size 7, mũ dần size 7 nhá, mũ dần size 7, size 7 nhá, vòng đầu 55 56, 55 56 đội vừa nhá, em 57 58 đội hơi kích, cái này vòng chỉ 55 56 nhá, mới 98%, mới 98%, màu còn nguyên luôn, đẹp xuất sắc, không có lỗi lầm gì nhá, lưỡi chai còn ok, không bị gãy, rất đẹp. Vòng đầu hơi nhỏ 55 56 nhá, bác nào 55 56 đội cái này là đẹp xuất sắc này. Cái này em bán cho mọi người giá là 400.000 nhá, 400.000 cho chiếc mũ này, bởi vì nó được vòng đầu hơi nhỏ một chút. 5556, 400.000 cho chiếc mũ dằn này nhá. Rồi, ok. Bác nào vừa chiếc nào liên hệ với em qua số điện thoại 0378 050 027. Xin chào và hẹn mọi người video tiếp theo nhé.